Xin chào các bạn đã đến với câu chuyện Trúc Mộc Lăng Mã, audio do Đam Mỹ Tưởng Truyền thực hiện, truyện của tác giả Vũ Triết, tập 37. Sáng sớm, Phó Khôn dậy rời khỏi giường, Phó Nhất Kiệt như thường lệ không ở trên giường, đã dẫn bạn học đầu đầu đi ra ngoài chạy bộ rồi. Có điều hôm nay thời gian nó chạy bộ hơi lâu, Phó Khôn đã ăn sáng được nửa thì nó mới mở cửa vào nhà. Đầu đầu ngậm vòng cổ của mình, vui vẻ chạy một vòng trong phòng khách, nhìn thấy Phó Khôn cò trần ngồi xổm trên ghế, nó dường dường tự đắc ném vòng cổ đi, tìm một nơi mát mẻ, nằm ngoài người xuống. Phó Khôn nhìn qua Phó Nhất Kiệt, Nhất Kiệt trông có vẻ rất bình tĩnh, không có gì khác mọi khi cả. Phó Khôn không chắc chắn về thái độ của thằng nhóc này lắm. Hôm qua hình như còn chưa nói rõ ràng thì mình đã ngủ rồi. Lúc hai đứa cùng nhau nằm xuống tầng đi học, Phó Khôn vẫn đang phân vân xem hôm nay nên đi bày sạp hay là đi học thêm. Ngày thường cậu đều cùng Phó Nhất Kiệt đi vào cổng trường, sau đó đi thẳng về phía trước, xuyên qua vườn cây của trường rồi đi ra ngoài từ cổng sau, rồi lại vòng trở về cổng trước lấy xe đi tới nhà Tôn Vĩ lấy hàng. Hôm nay lúc gửi xe trong nhà xe, cậu vẫn chưa xác định nên làm gì. Nhất Kiệt đứng bên cạnh nhìn cậu khóa xe, lâu sau mới nói một câu. Chuyện anh bày sạp thì em không quản anh, nhưng chuyện thi đại học thì không được làm bừa. Sao? Phó Khôn trong chốc lát vẫn chưa hiểu được rõ ý nghĩa của Phó Nhất Kiệt. Ý em là tự anh cân bằng việc này đi. Nhất Kiệt cũng nhíu mày. Anh, chuyện thì anh vẫn cứ thi cho đàng hoàng, thi đậu hay không đậu thì nói sau, nhưng nếu anh cứ thế bỏ qua cả một năm cuối này, thực sự sẽ tiếc lắm. Phó Khôn nhìn nó cũng hơi do dự rồi gật đầu. Ừ, bày sạp, cuối tuần hay buổi tối đều được. Nhất Kiệt quay người vừa đi vừa nói. Thật ra em cũng muốn nhìn xem anh như vậy rốt cuộc có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng anh vẫn đang đi học, giỏi thì anh cứ giữ tất cả hai đầu đi. Phó Khôn cũng cười. Khích anh đấy hả? Ừ, khích anh đấy. Phó Nhất Kiệt quay lại cũng cười. Em cũng biết anh không có lòng đi học, nhưng thì đầu rồi không học với bỏ không thi là hai chuyện khác nhau. Biết rồi. Phó Khôn vùng cặp lên vai lầm bầm. Mới có bảo lớn nói chuyện như cái chú anh tới nơi rồi. Ngoan. Kể cả ngồi trong phòng học nghe giảng cũng chẳng lọt được mấy chữ, Phó Khôn vẫn không dùng thời gian học thêm ban ngày để đi bày sạp nữa. Những lúc không có ai giảng bài mà chỉ tự mình ôn tập còn hoàn toàn chẳng tĩnh tâm được, như từ học buổi tối và cuối tuần, cậu sẽ đi ra chợ đêm. Từ lúc cậu mang theo bộ bút xạ quang đổ màu tới, việc buôn bán cũng đã khá lên nhiều. Mỗi người mua hàng cậu đều sẽ vẽ lên tay một mặt hình vẽ nho nhỏ, không khó mà mua hàng đều là mấy cô bé, đều cảm thấy rất hay hay. Cho nên cậu lại thử nhập thêm quạt tròn và quạt gập trơn một màu về bán, vẽ tranh lên quạt vừa vẽ vừa bán, đều là mấy bức tranh nhỏ thôi, vẽ cũng nhanh, bán được cũng khá khá, kiếm được nhiều hơn so với bán mấy thứ đáng yêu trước kia. Trịnh Thành Thành nhập được áo phông trơn rẻ lắm, cậu định thi đại học xong sẽ thử vẽ lên áo hay gì đó. Có điều cái kiểu cố cả hai đầu này kiên trì tới mức khai giảng chính thức vào học, Phó Khôn bắt đầu cảm thấy hơi vất vả. Đi học rồi bài tập nhiều lên, cậu chỉ có thể làm sau khi dọn sạp về nhà. Làm không xong hôm sau tới chép của Trần Lì cũng hơi quá sức, nhưng cậu vẫn kiên trì trong bị phấn. Ngoài vì cậu thi đầu không học với bỏ không thi là hai chuyện khác nhau của Nhất Kiệt, nguyên nhân lớn nhất hơn thật ra rất đơn giản. Cậu đã nhận lời Phó Nhất Kiệt rồi, nhận lời rồi thì phải làm được. Nhất Kiệt không hỏi nhiều về chuyện cậu bày sạp, cũng không quay lại chợ đêm tìm cậu nữa. Trước đây Nhất Kiệt không thức đêm ôn thi, ngày nào cũng đúng 11 giờ là nhất định sẽ soạn sách vở, nhưng giờ lại ngày nào cũng thức cùng cậu. Lúc cậu mí mắt choàng vào nhau làm bài tập, Nhất Kiệt sẽ yên tĩnh đọc sách bên cạnh. Mấy lần Phó Khôn ngẩng đầu lên đều sẽ phát hiện Nhất Kiệt đang ôm sách cụ cạc đầu về phía cậu như một con lật đật, có lúc thì dứt khoát ngủ luôn. Phó Khôn thấy xót nhưng Nhất Kiệt cảm thấy một mình cậu làm bài tập thì sẽ buồn, cho nên vẫn kiên trì ngày ngày thức cùng cậu. Mỗi lần nhìn thấy Nhất Kiệt ngủ, cậu sẽ lấy bọc tiền càng ngày càng dài trong cặp ra đếm. Dự định thì thử xong sẽ mua cho Nhất Kiệt gì đó. Có điều là thằng nhóc này từ nhỏ tới lớn, ngoài quà sinh nhật năm nay, hầu như chưa bao giờ mở miệng đòi bất cứ thứ gì. Cậu cũng không biết Nhất Kiệt cần thứ gì nữa.
Trời lạnh đi, việc buôn bán cũng nhạt đi không ít. Không bán được quạt, cậu bắt đầu bán mấy thứ như găng tay, khăn quàng, khẩu trang. Vì muốn bán hàng khác với mọi người, cậu suy nghĩ tới việc vẽ tranh lên khẩu trang và giày. Cậu nhập về khẩu trang màu trắng đơn giản, vẽ tranh lên bán được cũng khá. Giờ không chỉ có con gái mà không ít con trai cũng mua, giá lại còn đắt hơn khẩu trang trơn mấy lần. Gần Tết, Trịnh Thành Thành nói với cậu tạm dừng lại mấy cái khác, chỉ bán cầu đối với hoa văn trang trí cửa sổ thôi. Phó Khôn làm theo mà không bán thì không biết. Cậu ngạc nhiên phát hiện mấy tờ giấy kia bán lời một cách đáng sợ. Cậu mua cho Nhất Kiệt 2 bộ quần áo mới, rồi mua cho bố mẹ mỗi người 1 bộ. Không dám mua nhiều, cũng không dám nói tới giá thật, chỉ nói là mua theo giá sỉ của chỗ Trịnh Thành Thành. Sợ mẹ phát hiện ra thu nhập của cậu như một cách không bình thường. Kiếm được bao nhiêu? Nhất Kiệt mặc áo khoác hỏi Phó Khôn. Đây là lần đầu tiên từ sau kỳ nghỉ hè năm ngoái, nó hỏi thăm chuyện buôn bán của Phó Khôn. Thành tích kỳ thi cuối kỳ của Phó Khôn vẫn khá khá như trước, mùa nào cũng đạt yêu cầu. Đối với Nhất Kiệt, Phó Khôn chỉ cần giữ vững không bị tụt xuống thì đã là tốt lắm rồi. Nói ra có mà em sợ chết. Phó Khôn tươi cười hớn hở vỗ tay đồ một cái. Thì xong cho em xem sổ tiết kiệm của anh trai em. Vẫn không định vào đại học hả? Nhất Kiệt thử hỏi một câu. Phó Khôn im lặng một chốc rồi đổ người ra ghế, chân đá lên bao cát bên cạnh. Một khúc, anh hứa với em sẽ thử tử tế thì nhất định sẽ thi tử tế. Nhưng chuyện vào đại học anh vẫn thực sự không có hứng thú gì cả. Hai ta khác nhau, học hành đối với em là lạc thú, còn đối với anh là cực hình. Nhất Kiệt thở dài, đá chích lên bao cát. Anh không có hứng thú gì với chuyện học lên rồi đi làm. Phó Khôn suy nghĩ. Em tin anh, 3 năm thôi, cho anh thời gian 3 năm, tất cả chi phí em học đại học không phải để bố mẹ bỏ ra một đồng nào hết. Nhất Kiệt đạp một cái lên bao cát, cười không nói gì nữa. Trước đây nó không cảm nhận được, tới giờ mới phát hiện Phó Khôn tùy chuyện gì cũng sẽ nghe theo mình. Thực ra bên trong lại là người rất có chủ ý, chẳng dễ gì thay đổi. Học kỳ lớp 12, cuộc sống của Phó Khôn không có thay đổi gì quá lớn. Bạn học trong lớp cũng đã dần dần chia thành ba loại. Một là thành tích lúc nào cũng tốt, ôn thi nhàn nhã như đi dạo, cả người tràn trề tự tin, coi thi đại học như ăn bữa sáng. Trần Lì có thể xếp vào loại này. Một loại khác là liều mạng ôn thi, chỉ hận không thể đào sách vở lên xào ăn hết vào bụng, ví dụ như Cầu Thịnh. Còn có loại cuối cùng chính là còi gáo vớ làm môi lành. Phó Khôn cảm thấy mình chẳng xếp được vào loại nào trong ba loại này. Cậu có thể coi là loại thứ tư, thì đại học chỉ là vì xứng đáng với 3 năm phải cam kết với Phó Nhất Kiệt. Thì đậu hay không đậu đối với cậu cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Mỗi buổi chiều sau khi chuông tan học vang lên, đều sẽ có một đám người vùi đầu cục mặt xuống bàn không đồng đầy. Người học giỏi vẫn đang ôm, người học không rồi thì càng phải kéo dài thời gian giờ. Về nhà rồi thì lại bị ép ôn thi, chỉ bằng ở trường lâu thêm một lúc. Phó Khôn thu dọn sách vở vào cặp đi ra khỏi lớp, chậm rãi xoay người. Chiều nay cậu làm một đề toán cũng hơi buồn ngủ. Tan học cậu phải chờ Phó Nhất Kiệt, thằng nhóc này tan học rồi cũng không nán lại lâu trong lớp, nhưng thu dọn đồ đạc thì chậm lắm. Phó Khôn đẩy xe đạp ra khỏi cổng trường, mua ít đồ ăn rồi ngồi ở yên sau chờ. Phó Khôn, có người gọi cậu từ phía sau. Phó Khôn quay đầu lại, lúc nhìn thấy người kia thì ngây người, sờ sờ một lúc mới nói. Trương Khả Hân. Phải 3 năm rồi cậu không gặp Trương Khả Hân. Lúc vừa quay đầu thì nhìn thấy Trương Khả Hân ngay trước mặt, suýt nữa thì không nhận ra. Khả Hân thay đổi rất nhiều, trông trưởng thành lên không ít, tóc cũng nhuộm sang nâu, trên mặt có trang điểm còn rất dày. Lúc trước hàng lông mi già còn có cảm giác thổi ra được gió. Nếu không phải Phó Khôn trước đây có quen con bé đã quen thuộc mặt nó rồi thì đúng là chẳng dễ gì mà nhận ra được. Lâu rồi không gặp ha. Khả Hân cũng cười, đi tới bên cạnh cậu, nhích lại gần quan sát. Càng ngày càng đẹp trai, mới vừa nãy nhìn anh suýt nữa thì không dám ngồi đâu. Xem lại ở đây. Phó Khôn nhanh chóng đứng dậy khỏi xe, lùi ra sau một bước. Nghĩ tới trước đó Tôn Phí từng nói chuyện Trương Khả Hân với Uông Chí Cường yêu nhau, cậu lại quay đầu nhìn ngó bốn phía. Uông Chí Cường đâu? Khỏi nhắc tới thằng cha ấy đi. Khả Hân cau mày đập một cái lên tay cậu. Phó Khôn lập tức hơi căng thẳng. Cậu không muốn có hành động gì thân mật với Trương Khả Hân trước cổng trường, cho nên đã lùi lại một bước. Em có việc gì không? Chỉ có anh là chu đáo thôi.
Khả Hân nhích lại cậu lần nữa. Anh nói xem, năm đó sao mắt em lại kém vậy chứ? Phó Khôn lập tức cảm thấy tóc gáy trên người chỉ muốn dựng ngược lên. Cậu không biết làm sao mà tự dưng Trương Khả Hân lại xuất hiện trước cổng trường học, chỉ có thể hỏi lại lần nữa. Rốt cuộc là em có chuyện gì? Phía sau cổng trường đột nhiên vang lên một tiếng cười chào phúng. Phó Khôn không quay đầu lại, nghe tiếng cậu đã biết ngay là Hứa Giải Mỹ, trong lòng chỉ thấy khó chịu. Trường Khả Hân liếc mắt nhìn về hướng kia cũng không nói gì, cũng chỉ cười. Phó Khôn đột nhiên cảm thấy nụ cười của Trường Khả Hân có hơi, có cảm giác gì đó khó nói rõ, có mấy phần bất đắc dĩ và lúng túng. Hai đứa này tuy chẳng có quan hệ gì, nhưng từ lúc học tiểu học đã xò kè nhau, lần nào gặp cũng phải diếu võ dương oai một phen. Phó Khôn cảm thấy thái độ hiện giờ của Trường Khả Hân quả thực như thể biến thành một người khác. Hứa Giải Mỹ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cười lạnh một tiếng, leo lên xe đạp rồi đi. Nếu em không có chuyện gì thì anh đi đây. Phó Khôn không muốn dài dòng thêm với Trường Khả Hân nữa, định đẩy xe về lại trong trường Trần Nhất Kiệt. Trường Khả Hân nhào tới tóm lấy ghi đông xe đạp, chẳng có dấu hiệu gì mà dòng lại tự giác đứng ở lên. Phó Khôn, anh giúp em đi. Phó Khôn sững sờ trước bộ dạng của con bé. Em làm sao thế? Có tiền không cho em vay một ít, em thực sự không vay được ai nữa. Mắt Trường Khả Hân lòng lành nước, em nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có anh giúp được em thôi. Nói thẳng vào chuyện chính đi. Phó Khôn liếc mắt vào bên trong cổng trường, Nhất Kiệt vẫn chưa ra, cậu không muốn để cho Nhất Kiệt nhìn thấy Trường Khả Hân. Em có thai. Trường Khả Hân cẩn thận gạt nước mắt rồi cúi đầu nhìn tay mình. Em phải phá nhưng không có tiền. Của Hoàng Chí Cường. Phó Khôn cảm thấy chuyện này hơi thần kỳ quá rồi. Tuy cậu vẫn luôn nằm trong thành phần không học hành đàng hoàng gì, nhưng nhất trung quan học sinh rất nghiêm, học sinh phải được nhất trung dù có kém cũng phải đạt tới mức độ nào đó. Cho nên với chuyện một đứa con gái lớn bằng tuổi mình mang thai, cậu hơi khó chấp nhận được. Ừ, Trường Khả Hân gật đầu. Của nó thì em đi tìm nó đi. Phó Khôn quả thực không biết nên nói gì cho phải. Em tìm anh làm gì? Chia tay rồi. Nước mắt Trường Khả Hân lập tức trào ra. Nó làm sao cho em tiền đi phá được, rồi em còn chẳng dám về nhà nữa, toàn ở nhà bạn. Được rồi, em đừng có khóc nữa. Phó Khôn cảm thấy đầu mình đang sưng lên. Bên cạnh thì thoảng lại có bạn học đi ngang qua, cậu không muốn bị người vây xem trước cổng trường. Với cặp sách mới mở ra. Bao nhiêu? 300 là được rồi, có không? Trường Khả Hân rút một tờ giấy ăn lên mắt. Em sẽ trả lại cho anh đảm bảo. Không cần trả lại. Phó Khôn lấy chỗ tiền bày sạp mấy hôm nay còn chưa bỏ vào sổ. 300 đồng không phải là con số nhỏ với học sinh, nhưng cậu lại bỏ ra được. Cậu đưa tiền cho Trương Khả Hân. Đi đi. Trương Khả Hân hình như hơi bất ngờ, nhận xong há hốc miệng còn định nói gì đó nữa. Phó Khôn ngắt lời con bé. Thôi, tiền thì em không cần trả. Có chuyện gì cũng đừng tới tìm anh nữa, anh không giúp được. Phó Khôn trèo lên xe. Em tốt xấu gì cũng là con gái, sau này làm chuyện gì cũng phải biết nghĩ đi. Không đợi Trường Khả Hân trả lời, cậu đã đạp một cái chạy vào trong cổng trường. Phó Khôn vào thẳng một mạch từ trước tòa nhà cấp 2 như chạy trốn rồi mới dừng lại, đúng lúc thấy Nhất Kiệt đi từ tầng trên xuống. Chạy xe trong trường như đua xe mà không bị cờ đỏ bắt hả? Nhất Kiệt chạy tới cầm túi đồ ăn trong tay cậu tới, nhón miếng bánh nướng giòn bỏ vào miệng cắn một cái. Trốn ai thế? Trốn nhiều người. Phó Khôn nhăn răng ra cười. Ngày nào tan học xong, mỹ nữ ngồi xổm trước cửa lớp, anh đều đầy cả hàng. Nếu mà không tránh, em có thể gặp được anh trai đẹp trai phóng khoáng của em nhanh như vậy chắc. Xà mặt dày thật, đào cái hố xong là trồng cây được luôn. Phó Nhất Kiệt vỗ lên xe. Đi thôi. Phó Khôn đẩy xe, cùng Nhất Kiệt chậm rãi đi bộ ra cổng trường. Trường Khả Hân đã không còn ở nó nữa. Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng chẳng để ý xem có tiền hay không có tiền. Kể cả hai tối không bày sạp đi nữa, chỉ cần Nhất Kiệt đừng nhìn thấy Trương Khả Hân là được. Có điều, lúc chở Nhất Kiệt về nhà, Phó Khôn vẫn không nhìn được mà ôm Chí Cường vài câu trong lòng. Nếu như lời Trương Khả Hân nói là thật, thì thằng cha này đúng là mẹ nó, đéo đáng mặt đàn ông. Mấy ngày tiếp theo, lần nào đi qua cổng trường, Phó Khôn đều sẽ nơm nớp đề phòng, chỉ sợ Trương Khả Hân xuất hiện một lần nữa. Lúc cậu đưa tiền còn cảm thấy Trương Khả Hân thật là thảm. Thế nhưng không cảm thì có thông cảm, nhưng cậu thực sự không muốn dính dáng gì với một Trương Khả Hân đã trở thành như vậy.
Cũng may Trương Khả Hân không xuất hiện, chỉ những lúc tình cờ gặp phải Hứa Giải Mỹ, Hứa Giải Mỹ sẽ cong khóe miệng với cậu, lộ ra một nụ cười giễu cợt. Phó Khôn bình thường đều sẽ làm như không thấy, cậu cảm thấy Hứa Giải Mỹ lúc nào cũng có gì đó rất khó hiểu, không làm rõ được con bé này rốt cuộc là ghét cậu hay là thích cậu nữa. Mày hiểu không? Trần Ly cắn ống hút trà sữa. Người đẹp như bạn học Giải Mỹ, vừa đẹp vừa thông minh vừa giỏi lại lắm người theo đuổi, người đẹp ở cái level này ấy. Ngoắc ngoắc ngón tay với mày, mày phải quỳ xuống hát, hát trong lòng anh chỉ có em là kỳ tích trong cuộc đời anh. Kết quả là mày lại chẳng phản ứng gì, người ta không ghét mày mới là lạ. Không biết hát? Phó Khôn cười khà khà vui vẻ. Không biết hả? Anh thề trong mắt anh chỉ có em chính là kỳ tích trong cuộc đời anh. Trần Lì hát rất nghiêm túc, chỉ mong chúng ta có thể cảm động trời, chúng ta có thể cảm động đất, mày không biết hát hả? Phó Khôn vẫn tiếp tục cười. Không biết thật, bà phổ nhạc lại lần nữa là con biết được. Phó Khôn. Trần Lì đập bộp lên bàn một cái chỉ vào cậu. Mày cứ độc miệng nữa đi, sớm muộn gì cũng có người chỉ được mày. Không phải mày thích thầm nó hả? Cậu thỉnh gục mặt xuống bàn, vừa làm đề vừa nói. Mày không chỉ nó hả? Mày có biết thế nào gọi là thích thầm không? Đây là chuyện cần kỹ năng. Trần Lì lại chép miệng quay đầu đọc sách. Tàn học, Phó Khôn chờ bên ngoài nhà xe cả buổi cũng chẳng thấy Nhất Kiệt đi ra, cho nên cậu lại đi một vòng tới phòng học lớp 9. Nhất Kiệt đang cúi đầu trên bục giảng giảng bài cùng với thầy vật lý của lớp nó. Phó Nhất Kiệt. Có đứa con gái nhìn thấy Phó Khôn quay đầu lại gọi Nhất Kiệt. Anh cậu kìa. Nhất Kiệt ngẩng đầu lên, Phó Khôn ra hiệu hỏi nó còn bao lâu nữa. Nhất Kiệt giơ hai số. Phó Khôn cũng gật đầu quay người đi xuống tầng. Còn 20 phút nữa, cậu định đi dạo trong hàng bách khoa mới mở đối diện cổng trường. Cửa hàng kia mới khai trương buôn bán tốt lắm, ngày nào cũng đông nghịt học sinh. Phó Khôn muốn đi nhìn thử xem bên trong bán gì. Cậu vứt xe đạp dưới tàn cây ngoài cổng trường, chuẩn bị băng qua đường. Ngay lúc nhìn trái nhìn phải ngó xe, có mấy người đi tới từ lề đường bên phải. Phó Khôn tùy ý nhìn lướt qua, sau đó sững sờ, tay đang thò vào túi ngay lập tức nắm chặt lại theo bản năng, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Địch, cậu cắn răng không biết nên sang đường hay cứ đứng yên tại chỗ. Xảy ra chuyện gì đây? Khôn tử, lâu rồi không gặp nhỉ? Ôm Chí Cường ngậm điếu thuốc lá, vùng vẩy chậm rãi đi tới bên người cậu. Mấy tên cùng thằng trà đi tới cũng tùy ý đứng bên cạnh Phó Khôn, vẩy cậu vào chính giữa. Trùng hợp thế, Phó Khôn cũng cười, còn cố tình liếc mắt nhìn bên lỗ mũi của Ôm Chí Cường không lệch. Mấy năm không gặp, Ôm Chí Cường đã từ thằng lưu manh còn cấp 2 trở thành công ty lưu manh lớn. Mặc áo bó sát người, trên cổ và cổ tay đều đồng vòng bạc to như ngón tay cái. Phó Khôn lập tức có ảo giác Uông Chí Cường sắp bị đưa lên xe cải tạo rồi, mà cậu vẫn còn đang không trùng hợp tí nào cả. Trên mặt Uông Chí Cường không hề có nụ cười, lúc nói chuyện thuốc lá cắm trong miệng rung lên rung xuống. Tao chờ mày ở đằng kia lâu lắm rồi, còn sợ hôm nay mày không đi học. Có việc gì không? Phó Khôn cũng không vòng vo nữa, hỏi thẳng. Hỏi xong cậu đột nhiên cảm thấy câu hỏi này của mình có gì đó hơi quen. Chẳng bao lâu trước cậu mới vừa dùng một câu tương tự để hỏi Trương Khả Hân. Phó Khôn. Ông Chí Cường phun thuốc trong miệng xuống đất, dùng chân dẫm lên. Chuyện ngày trước ta không nhắc tới thì đã đủ nể mặt mũi mày rồi. Mẹ nó, mày cũng quá là không biết điều. Đợi đã nào. Phó Khôn nhíu mày, nói rõ ràng. Nói rõ cái đờ mờ mày. Ông Chí Cường gằn giọng lên. Đàn bà của ông đây để mày chơi hả? Mẹ nó chứ, mày nghĩ ông đây chết rồi hả? Đàn bà của mày? Phó Khôn ngơ ngác, lập tức hiểu được Ôn Chí Cường nói tới ai. Tao biết bọn mày chính với nhau, tao đã mẹ nó đéo đến đây gây sự với mày vì chuyện này rồi, sợ mày còn được đằng chân lên đằng đầu ông đây nữa. Ôn Chí Cường chỉ vào mặt Phó Khôn, nước bọt văng tứ tung. Mẹ nó, chơi cho cánh bụng lên, chơi sướng thế hả? Phó Khôn lau mặt bực bội trong lòng. Đại ca, tôi không biết thói quen của anh, ngược lại là tôi đây chưa bao giờ có thói quen nhặt lại cái gì không cần cả. Nếu anh muốn kéo người khác đổi mũ xanh cho mình thì anh cứ tìm người khác đi. Lăn mẹ mày đi. Ông Chí Cường dầm mạnh chân xuống đất. Không phải mày, mà mày lại mẹ nó bỏ ra mấy trăm cho nó đi nào thai. Chuyện thứ hai chúng ta hôm nay làm cho ra nhé luôn đi. Phó Khôn dần, cậu đã nhìn ra được Ông Chí Cường hôm nay tới để gây sự. Còn chuyện Trương Khả Hân nào thai cho dù là thật hay giả đi nữa, Ông Chí Cường căn bản chẳng để ý. Thằng cha này chỉ cần một lý do để gây sự mà thôi. Mày muốn thế nào? Phó Khôn cau mày,
Nhất kiệt sắp ra rồi, cậu chẳng còn thời gian để giải quyết với Ôn Chí Cường nữa. Một mình hay gọi người đến tùy mày. Ôn Chí Cường chỉ chờ câu này của cậu, khoanh tay nhìn cậu. Phó Khôn cười, gọi người, cậu đi đâu gọi được người chứ? Chuyện đánh nhau từ nhỏ tới lớn cậu chẳng bao giờ gọi ai cả, cùng lắm là có Tôn Vĩ. Ôn Chí Cường đã nắm chắc cậu không thể tìm ai đây mà. Ở đâu? Phó Khôn liếc mắt nhìn Ôn Chí Cường. Kho hàng trống của cửa hàng lương thực gần lắm, ta còn nghĩ cho mày đấy. Ôn Chí Cường xoay người rời đi. Mấy tên thằng cha kia dẫn tới vẫn không nhúc nhích, vẫn phải quanh Phó Khôn, chặn kín đường sau lưng cậu. Phó Khôn vùng cặp lên lưng, liếc mắt nhìn về phía cổng trường, rồi quay người đi theo sau lưng của Ôn Chí Cường.